Tiếp tục là Future 125 lên full bộ đĩa sau, cục vàng nhìn rất là đẹp nha anh em. Thầy thay luôn cả cái ben Nhật anh em ha. Ben đạp Nhật. Xe này tại vì không có tiền một lần cho nên lên từ từ anh em ha. Này. Ben này thì mình thay luôn cả ben Nhật luôn. Ốp bên hông nó có không vậy? Không có hả? Đây, xong xuôi nha nè. Tiêu chờ 125. Cái này gắn bộ ben Nhật này thì bao xài anh em ha. Xài không biết đời nào nó hư. Đây, bao xài. Tiêu chờ 125. Đây, quá đẹp nha nè. Anh em tới ngày địa chỉ 462-15 3 tháng 2 phường 2 quận 10. Đây, đầy đủ có loại thường, loại trung bình, loại tốt cho anh em ha. Bao xài cho anh em. Anh em liên cái hệ số điện thoại 0389910535 nha anh em.